xin chào mọi người, lại là Tuyết đây. Chào mừng mọi người đến với vlog rảnh rỗi xinh nông nổi của Tuyết Ruồi. Các bạn ạ, từ hôm thất tịch đến nay, đi làm ai cũng hỏi: Tuyết ơi, hôm thất tịch em đã ăn chè đậu đỏ chưa? Chị Tuyết ơi, chị đã ăn chè đậu đỏ hôm thất tịch chưa? Hình như mọi người đang rất lo lắng về cái sự ế bất ổn của em thì phải. Các bạn có công nhận với mình rằng thời buổi bây giờ ai còn ăn chè đậu đỏ bỏ cả thế giới để yêu anh nữa, mà người ta sẽ ăn chè đậu xanh để còn chẳng xem anh là tất cả. Nếu không ăn chè đậu xanh thì chúng ta sẽ ăn chè đậu đen để mong rằng anh đừng xen vào cuộc sống của em nữa, đúng không ạ? Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn chè, nhưng không phải chè đậu đỏ, không phải chè đậu xanh, càng không phải chè đậu đen, mà chè gì đang hot ở trên top top của các bạn. Nói đến đây chắc là các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Đấy chính là chè Trang Hy. Vinh Yên mới có một cơ sở của Trang Hy, cùng theo chân mình đi xem Trang Hy có thực là dở, không ngon, cái gì đấy như là đồ đấy không nhá. Let go. Các bạn ạ, rõ rành rành ở nhà mình đã rủ hai cái con của nợ đi ăn chè Trang Hy, chúng nó đồng ý. Thế nào mà mình lại bị chúng nó dụ dỗ lôi vào quán ốc? Đấy, như các bạn cũng nhìn thấy đấy, mang tiếng đi vào quán ốc chứ mình có ăn uống được cái gì đâu. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai, chỉ cần một người phụ nữ và một con vịt ngồi với nhau sẽ tạo thành một cái chợ. Huống hồ đây là ba cái con vịt rời ngồi với nhau mọi người ạ. Chả hiểu chuyện trên giờ dưới bể ở đâu ra mà lắm chuyện thế không biết được ạ. Mặc dù đã ăn cơ số đồ nhưng mà mình vẫn phải bổ sung cho cơ thể một ít chất đạm. Mình đã gọi hai chiếc cánh gà. Cái con bà bầu kia nó không ăn, chỉ có hai cái con giặc rời này ăn thôi. Ban đầu thì là định gọi chân gà nhưng mà mình bảo chân gà thì nó không có thịt. Cái con kia nó cứ thích ăn chân gà, nó bảo là chân gà nó mới ngon. Nhưng mà chân gà không có thịt, mình thì thích ăn thịt. Chân gà toàn da không, chỉ ăn chơi ăn bời, nhắm rượu nhắm bia thôi chứ bổ sung cơ thể chất đạm thì không thể ăn chân gà được, đúng không ạ các bạn? Cái đoạn này mình lồng ngoài lề tí nhá. Về đến nhà cái lúc sửa vlog ạ, mình nói cái câu là mình ăn cánh ấy. Thế là mẹ mình bảo là đúng là con ngu, trẻ con người ta cũng không ăn cánh, ăn chân nó mới ngon. Thế nên là lần sau nếu như mà có đi ăn ốc nữa thì mình sẽ quyết định gọi chân gà các bạn nhá. Các bạn đừng chửi mình ngu nữa, mình biết là mình thông minh rồi. Ok. Cuộc vui nào thì cũng đến lúc dừng. Bây giờ mình nhấc mông lên và đi đến quán chè Trang Hy thôi các bạn nha. Let's go. Các bạn ạ, như các bạn cũng thấy đấy, hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại quán chè Trang Hy cơ sở Vĩnh Yên. Cùng mình lấy lại công bằng cho Trang Hy. Liệu Trang Hy có thực sự dở, đắt, nhiều thạch như lời đầu hay không? Thì chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Let's go, đi thôi nào. Ấn tượng đầu tiên khi mình bước vào quán, đấy chính là quán khá là rộng rãi, sạch sẽ và mát mẻ các bạn nhé. Trên menu thì có rất nhiều loại chè, tuy nhiên mình đã oánh no một bụng ốc rồi, thế nên là mình gọi đại một bát bất kỳ ra ăn thử thôi các bạn ạ. Sau khi mà gọi đồ xong thì mình đã chọn được một góc ngồi có thể quan sát được cả quán để xem tình hình và lượng khách như thế nào. Các bạn cùng đón xem phần tiếp theo của mình nha. Khẩu trang đi. Trang ra là được. Cảm nhận đầu tiên. Mở bụng ạ. Mở bụng ra nó kêu ăn. Miếng đầu tiên là kêu nó ngọt, cái câu sau nó lại ngon. Ngon,
bài chè này ngọt quá. Ngọt quá thật, nó bị ngọt. Con này cũng là dừa. Tức là bên trong nó là dừa. Ừ. Nói về cái câu chuyện chè đậu đỏ thì mình chia sẻ với các bạn như thế này. Thực ra là hôm 7 tháng 7 á, mình đi làm về lúc hơn 4 giờ. Mình định sẽ quay vlog nấu chè đậu đỏ. Trên đường đi làm về thì có mua chè đậu đỏ, mua 10.000, 40.000 một cân, 10.000 không biết được mấy lần không biết được. Nhưng đến khi về đến nhà rồi, lên trên YouTube search cách nấu chè đậu đỏ thì người ta bảo là phải ngâm chè qua đêm. Thế là thôi, vlog thất bại. À, thì ngâm đỗ nhầm, xin lỗi được chưa? Này, nếu như mà cho chọn giữa chè truyền thống với chè Trang Hy thì bạn sẽ chọn chè truyền thống hay là chè Trang Hy? Truyền thống. Lý do? Chè bà Loan Lộc in the best. Loan Lộc ở chỗ chợ Vĩnh Yên này đúng không? Chè Trang Hy này thì ăn thì cũng nhạt, cũng ngon đấy, nhưng mỗi tội là giá hơi chát so với chè truyền thống. Mà nhiều thành đến nỗi nhiều ăn cũng được, ăn cũng được, không đến nỗi chè nhưng mà hơi nhiều thành thì nó là những cái nguyên liệu truyền thống thôi, chẳng qua là nó vốn mix khác nhau. Nhưng để mà ăn thì tao vẫn chọn chè mà Loan Lộc chè truyền thống. Tao thích ăn chè bưởi. Ừ, chè bưởi đấy. Tao chưa được ăn chè bà Loan Lộc bao giờ. Đoạn nước mày mời tao nhá. Mẹ ăn chè Loan Lộc hả? Chưa. Ăn ở công viên rồi. Chưa ăn bao giờ. Ăn rồi. Ăn hôm nào? Ăn rồi. Mày mời tao à? Ừ, buổi trưa rồi. Lén lưỡi, anh biết lén lưỡi không? Ăn rồi. Hôm buổi trưa đi ăn. Ăn rồi, đấy phải ăn rồi. Ăn rồi, ăn rồi, đã thế đấy. Ăn rồi, ăn rồi, rồi. Buổi trưa, trưa năm nào? Vừa mới cách đây mấy tháng. Chị nhầm rồi. Mày ăn với ai chứ không phải ăn với tao. Mày ăn vỉa hè đâu? Chỗ đối diện công viên nhà tao ấy. Chị nhầm với Tuyết Chiến Thành rồi. Nếu như mà ai xem video từ đầu tới giờ thì chắc hẳn các bạn cũng nhìn thấy sự thay đổi về lượng khách hàng đúng không ạ? Để mình ngồi đây một lúc xem là lượng khách thay đổi nhiều lên hay là ít đi các bạn nha. Đấy các bạn ạ, thế là đi tăm ba bát chè rồi. Con gái đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời. Mồm lúc nào cũng ấy em giảm cân, ấy em không ăn đâu. Thế mà dù đi ăn phát chỉ cần hú một phát thế là nhấc mông lên đi ăn ngay. Không những đi ăn mà còn ăn nhiều nữa chứ lại. Đấy các bạn cũng thấy đấy, khách thì càng ngày càng đông, hết tốp này đến rồi đến tốp kia, đến vào vào ra ra rất là tấp nập. Duy chỉ có ba con vịt dời vẫn ngồi ở cái góc này thôi mọi người ạ. Nhìn lên đi về đi ẻ chứ. Nhìn lên đi. Mà cái tính là các bạn mình đi